VNSAY chào các bạn. Hôm nay anh Lịch anh mua một cây của Công, anh hạ xuống. Công đang cắt hộ kìa. Đấy, cái đoạn vừa cắt xuống đây quý vị này. Ui giời ơi, dã man chưa này. Cắt ngọn cây vứt xuống này. Giả đấy. Cái này già lắm rồi này. Các bạn nhìn này. Các bạn biết cái bạn áo trắng quần gì không? Đang được rất nhiều tiền làm, đang chuyển sang đấy. Đi mua cây liên tục, các bạn thấy video quay lần nào cũng thấy bạn ở trên video của VNSAY. Đang vào rất nhiều cây. Hôm nay bạn ấy vừa mua một đôi mộc 200 triệu. Vô vào 7 đôi đây nha. Sắp ra rồi. Nhìn dễ nó dã man chưa này. Chứ nó khô nó dã. Ui, ui, ui. Ê, tắm luôn bọn này ở đây. Cắt hết. Lùa vào trong được rồi, xong rồi gánh ra ngoài mà cắt. Nó phải đứt xung quanh đã. Cứ làm một loạt nhanh lịch ấy. Làm loạt xong đưa ra nhanh nó lịch, còn, được. Nó còn cái dễ chùm nữa mà. Đúng rồi. Rồi kéo đi không? Này, không chia sẻ là sáng nay thì cắt hộ cho cây video sai. Còn bây giờ thì là bán ông Lịch phát là cắt, ông Lịch cắt phát là đang nhổ đang tung luôn. Không ra thì chở không có sôi động được. Anh Lịch anh quay lại mà lợi hại hơn xưa quý vị ạ. Sau hơn 1 năm anh ấy làm lan thì anh quay lại anh phát là thôi đấy. Bao nhiêu cây đẹp ở Ninh Bình anh đang gom hết vào rồi. Nhốt hết. Nhốt hết. Anh Lý ơi, cho em hỏi tí sao anh lại cắt cái cây nó thấp như thế anh? Cắt như vậy về sau nó được cái cốt mà đẹp, nó cốt được rất đẹp được. Vâng. Để mà chơi. Vâng. Tức là để sẽ có một cái cây cốt lùn lực đúng không? Ừ. Lùn lực. Thực ra không phải là cây cổ nào mình cũng cắt được như này đúng không anh? Để có những cái nó nét nó sai thì mình mới sửa thôi đúng không anh? Chứ giờ cây nào mà cắt đi hết thì lấy gì đâu là gọi là cây cổ nữa. Cái cây này lúc đầu nó ươn lắm quý vị ạ. Nó cao, nó ươn lắm, không thể chơi được. Anh Lịch anh ấy quyết định em mua về công chim sẻ để anh ấy cắt đấy quý vị ạ. Vẫn rất vui luôn. Đục. Làm cái này mà được. Có cái cưa tay là vứt đi rồi. Ngồi chờ anh Lịch anh ấy cắt xong rồi mà video sai chia sẻ với quý vị xem cái cục nó như thế nào cho quý vị là ok ngay. Đấy. Rất mát luôn quý vị ạ. Đấy. Cột quý lắm quý vị ạ, nó già lắm, video sai như thế rất già. Cái nó ở cầu sang thì bị ăn thừa đi không? Đấy. Cầu bán. Đây, nhà hôm nay xin ở đây nhé. Đây đẹp hơn nhiều. Đây nhà rồi. Đấy. Khách nhà rồi. Đấy, ghép con này đấy, quý vị này. Chương trình gì? Hấp dẫn. Nha, tổ chức gì? Tổ chức. Vừa khớp vào rồi quý vị ạ. Quý vị chờ một chút nữa để đục là khớp vào. Video này là vẫn còn nan giải lâu lắm đấy. Các bạn đừng rời màn hình nhá. Một chút nữa là lại có một cái hình dáng khác luôn. Quý vị đợi một chút. Có quả phúc cắt sướng quý vị ạ. Ôi giời. Đấy. Bán cây lãi múc cả phúc lại. Treo đầu dê. Đấy. Này làm quả tròn của móc.
cách sướng không? Cây già nhìn thịt nó đỏ áo. Đúng chất cháu Bác Hồ. Đội mũ ngậm thuốc đục. Chất cháu Bác Hồ. Số 1 mỏi tay quá, số 2 vào. Số 1 mỏi tay cho anh. Các bạn, đây là anh Toàn ở biệt danh vườn cảnh nước, là bác sĩ phẫu thuật của 108 về đây đấy. Chuyên cắt kinh điển luôn này. Đưa anh một cái kéo công anh. Ủa, lôi em. Vâng, anh ạ. Cái gì đó? Đây quý vị ơi, anh Lịch và anh Toàn đã ướm như này, tạm thời như này đây. Còn tất nhiên cái đầu này sau này anh cắt sẽ cụt hết đi, nó là chốt một của con hoành. Độ to tương xứng đấy anh Lịch ạ. Được đấy, mẹ với con là độ to tương xứng nhau đấy. Việc cắt hít lắm quý vị ạ. Cảm ơn quý khách rất là nhiều nha, đã theo dõi video sai chia sẻ anh Lịch hạ một cây cổ xuống.